tràn ra ngoài quá trời nè. Ta cầm cái nặng đuôi dữ lắm đó. Ồ cái này đủ à. Ừ. Cái cua nè. À là con cua nè. Con cua. Cua nhỏ kìa nó. Ừ có một con nữa à. Nó chở xuống. Hello hello. Chào mừng em trở lại kênh YouTube mình nha. Tiếp tục là thứ hai đây mà. Không biết ai còn chạy không nữa. Hôm quên thăm bắt tối luôn rồi. Chắc lú hết nữa. Chắc lú hết. Rồi bắt hết bài tôm rồi đạt được nhiều ngàn em. Sáng nước khô đầm hết rồi nè anh em ơi. Thay bằng máy. Này nó lòi hết nước mương cũng cũng giữa luôn. Hôm tính đâu không thăm nha, tôi ngủ xa tôi không biết đâu. Quên. Tao không ngủ luôn. Thế có tao nhiều cua vô kẹp banh hết. Ủa. Này thông minh hơn quay có đàn lát. Không. Không chạy cua mừng quá. Tôm, tôm đó. Cua không gọi cái gì bắt cua ra trước này chạy thôi chạy có tôm mè nhiều mà ba con cua lận bắt cua ra trước không bắt chứ có hai con với ba con như vậy mày con thấy gì nè. Kì sót hai con luôn kìa. Vậy khỏi mới giùm mới giùm. Nay tôm nhỏ hơn qua. Thấy nhỏ hơn nhiều chạy nhiều tôm nhỏ hơn. Cái bơm nước khô hết trơn rồi. Nhỏ bự gì không dính. Bự léo gì nữa. Vừa qua solo hết luôn 23 con ký bắn tôm tươi. Mà hôm qua thơm thấy bự không à. Nay dính xuống thấy nhỏ nhiều. Nay chắc lọt hàng ba luôn á. Trừ phi lửa mấy con nhỏ lại. Cái đầu tiên. Làm biến nha. Tối không dở chắc cũng sẽ ít rồi. Phải tối dở hai giác cho nó dính đợi nhiều hơn á. Chỉ đỡ cái nữa. Gốc đó. Để hai giác kiểu như thôi. Rồi. Chưa biết rồi. Quay rồi, quay nãy giờ rồi. Có cua nữa.
đậu cua coi chứ. Hang cua lẫn cua bự cua nhỏ. Trời phải chịu hay sao vậy? Bên ba con á. Con thẻ là ba đó. Này tăng hơn qua luôn. Qua đây ta không đâu có bổ đêm ha. Dây nha anh em ơi. Ba. Đây giỡn đàng hoàng cua trong nhóc rồi. Đó. Cua nhóc rồi đó. Tuyệt lắm. Nước bơm nước ra là cua đó, nhiều cái bồ với luôn chứ. Hôm nay làm cua con nhóc luôn, cua cái gí cái này nữa. À, hai ba con hay rồi. Chi khúc khúc ra đỏ vậy đó. Đừng có dồn nữa. Nó con nó bắt được thì bắt luôn. Bảo bắt luôn. Thấy cái bụng nó lại ừ. Nhảy rồi. Lên lên. Để dưới này dưới nó lau nước nước tạp này vô mà nó chết hết. Thuốc sau lưng mày kìa. Cameraman. Không có miếng cua đổ khỏe biết bao nhiêu. Miếng cua đó đừng có dồn nhiều quá. Ba bốn cua còn nữa rồi. Kẹp tôm bự ra xong rồi. Cái này ít hơn cái này kia, cái lũ dây kia. Dây đầu tiên á. Tôm bự rồi cố. Ê, gỗ. Đẩy xuống, ừ, đẩy xuống vụ cho bò ra. Con tài mà không bắt được nó.
hấp dẫn con tôm mà cua cho mày bắt ra. Mấy người ta mà dục cái đó xuống nước ra đang gặp vô hết rồi. Gặp hết rồi, nhúng nước rồi, rồi không nhúng nước. Nè, cùi dính ngoan rồi. Rồi ra luôn đi. Tầm hơn 2kg, 3kg. Hơn 2kg. Nãy tôm sục 10.000 ký anh em ơi. Đang úp cho tôm sục luôn. Đợt trước hàng 2 như 290 vậy á. Nó còn 280 hả? Nó còn 260 qua bán 260 nay đòi 250. Vãi. 40.000 ký. Sục nó sục dữ vậy ta. Được giá, được mùi, ê, trời ê, trời cũng má đi quá trời ơi. Cái chàng ở ngoài quá trời nè. Mày cầm cái nặng đuôi dữ lắm đó. Ồ, cái này dữ à. Ừ. Cái cua nè. Á, là con cua nè. Cái cua. Cua nhỏ kìa nó, ừ, có một con nữa hả. Nó chở xuống. Giúp bẹ gì vẫn xuống được con. Ừ, chỗ ngoài hết rồi. Má, kẹt 2-3 con luôn trời. Ổ gà luôn đi. Khó thằng lắm đi. Đứng gà mày. Ui. Con có chết mẹ không ra luôn hết rồi các bác ơi. Vô đi. Lấy cái đồ tắt nước cho giùm em. Cái đồ tắt nước giùm em. Đó là cho mấy cua bà cá, mấy cua bà cá nha. Đây đó, bà cá con. Con đang quý nè. Ôi. Cầm gỗ đổ giùm em. Tức mẹ mày có con tay hả? Thành thành tiếp con tay này. Cái bên này. Không có dành á. Từ nhà nó bút cái này ra. Không có dành không dành. Cái này khó không? Ui. Má cá tôm bự ba con rồi đó. Ba con. Tao phía sau nữa. Phía sau kìa, dưới chân kìa, dưới hai con luôn kìa, phía sau nữa kìa. Nó chạy nhiều rồi, dưới cua, xảy ba tôm. Ba cua. Ba cua con đó. Dịt ban của con thấy ban không? Mẹ kẹp mấy con. Ta cái đu dây tiếp tục. Đu dây cái thứ ba. Còn gì không? Một cái này là cái gì? Mấy con à? Ba đầu kia rồi. Đầu cạn ở đâu ạ? À? Đó là gì? Cua con gì? Con gì? Con gì? Con gì? Con con bắt ra. Không có con nào hết. Không có cua hả? Không. Có lý. Có lý.
Nó lại xảy tầm bự ủ. Chuẩn bị tới cái lúa miệng nữa anh em ơi. Cái này dính chừng 3 kg thôi. Cái này còn chạy nhiều nữa chứ làm sao. Còn nặng quá, nặng vuốt luôn rồi. Trời. Đó. Tao đâu có xài gì gì vuốt, tao mới ra. Cua rồi. Đâu, cái cua nó ra rồi. Có 3 kg rồi, à 2 kg rồi. Ý đừng dồn dồn cua vậy, để dưới nước á, để dưới nước bò ra nữa, bắt hàng tần rồi chứ kì. Muốn kẹp lõm có nghiệp nó, bị càng cái mèo công nó. Lòng muốn cho kẹp lõm nha. Tâm nhiều chạy cua phải mấy thường chạy tôm nhiều ít chạy cua chắc lại để lâu quá cua mới vô con đi không đổ mà không ngủ quên bực mình rồi tắt lái tôm lại tới à kéo xuống cành cành trong nhà đó lái tôm mở máy à. Này quá trễ. Nhiều hết đâu. Nó dính kiểu phân ra. Nó dồn đầu rồi. Dễ đổ hơn á. Dồn đường nó cua bỏng rồi đâm. Xong đổ dọn luôn. Còn làm néo gì. Vậy không ra đâu. Cho thấy được vô ta lú ta lú cuối cùng lú cúng cùng cái này làm chừng 2 kg nữa rồi. Thứ hai đây chính hả? Giỡn giỡn nhẹ hơn. Giỡn để ý giỡn nhẹ hơn. Có cua không? Bán cả tôi mà đâu bán cho anh được đâu. Quay với một cái bao muốn cua không? Lỗ quá. Đưa tôm nữa
Tầm này giá mấy vậy đấy? Còn cái mùng nữa, con rồi một người tầm 2 kg nữa cuộn lên. Gì vậy? Qua một sót hay giờ chết 2-3 tôm gì vậy? Cuối luôn rồi. Ồ, quay vũ mùng không kỹ rồi. Cuối luôn chết 1-3, chết khô. Mùi vô đó vô. Còn nữa là hả? Trời. Mày vũ tôm dữ rồi, chết em thiệt chết luôn. Chúng gươm gì dò ra máu ấy. Trời ơi kìa. Tôi ngủ dần lên em. Lúc nước cá sình không? Đem để đằng này rửa không đem? Không. Cũng xin làm lễ lễ. Chết rồi. Rồi. Cái đây. Cái đây cái này cái đây. Đi đò mày kìa. Bảy ký mốt. Như là 7 ký mốt hả? Ừ. Hồi trên này 2 ký nữa. Đây tầm 9 ký. Không ai kêu tôi biết chưa. Cua vô kẹp. Cua vô nhóc với xuồng, cua nhỏ mười mấy 20 con chứ. Vậy đó hả? Để cua nó đã hai con lấy gì. Rồi còn nhỏ hơn nữa, đạt nhiều lắm. Hôm cua đèn trên đầm nhóc hết. Vậy đó hả? Vậy thì còn không thả nữa. Tại cái vào cái. Ừ. Có nhiều thì không bị hả? Này con trai biết rồi gì đấy. Bỏ bên kia cha cân. Rồi. Bỏ ra cha giúp ra làm gì? Rồi. Nó này bị chết. Bỏ ra được ra. Đúng
bảy. Cái hồ quay bảy. Ok đây thì mình vừa mới bắt tôm xong anh em. Bữa nay chắc bán tầm khoảng 250 con tôm nữa. Thì hôm rày mình bắt chắc khoảng 2.500 con rồi. Tại bữa hôm đặt lâu thiệt nhưng mà mấy bữa sau đặt không dính vô nha, bữa 1 ký nửa ký. Máy này hút nước chạy lại đó. Ok thì clip mình tới đây kết thúc đây nha. Anh em like share chia sẻ cho mình nha. Đây kênh YouTube chia sẻ học hỏi lẫn nhau nha. Bye bye anh em.